Một xin phép mạn phép được hỏi thầy là đạo hạnh của thầy là thầy đang đi theo đúng với cái tiêu chí mà Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia phải không ạ? Thưa mọi người, là con thì cũng không biết đó là phải Phật Thích Ca Mâu Ni nói hay không thì con cũng không biết. Tại vì con không được trực tiếp nghe. Giờ nghe kinh sách rồi như thế, nhưng mà đối với con đặt niềm tin như thế thì con còn hành trì như thế, nhưng mà ai nói 13 hành đầu đà thì cho là 13 hành đầu đà. Ai nói cho khổ hạnh thì cho là khổ hạnh. Mình vẫn làm theo cái lời đó. Con thì thực hành những cái hạnh là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có uống rượu bia, ăn chay ngày một bữa trước 12 giờ, không có nghe nhạc, nghe ca hát, không có đeo dầu thơm, tràng hoa, chuỗi hạt gì hết, không có nằm dược cao, dược lớn, không có cách giữ tiền bạc. Nói chung là giữ toàn bộ giới luật ở trong kinh Sa Môn Quả. Đây là kinh Phạm Võng. Tào tu của cái hạnh này cũng là viên mãn, là cũng đắc đạo nữa. Là ông sư này tu cũng suốt đời không tắm, mà ông sư này tu ai lại gần là thơm phức chứ không có hôi nữa. Y gan như ông Thích ông là Ma Ca Diếp vậy. Rồi hôm nay ngài Thích Minh Tuệ đi tu theo cái hạnh đầu đà này thì cũng giữ y 250 giới. Và còn giữ thêm giới nữa quý vị. Ông còn giữ thêm giới là cái giới là cư sĩ Tại Gia năm giới đó. Năm giới của nhà Phật đó. Rồi ông giữ luôn tứ diệu đế và bát chánh đạo luôn. Đó, rồi ông ra cho 10 cái giới nữa, giới đó ông bữa nay tôi không có đem mà. Đó, 10 cái giới ông đi tu là ông giữ thêm 10 giới nữa, là con đi tu đây con mong giải thoát là điều thứ nhất. Điều thứ năm của ông đó, mấy điều quên, điều thứ năm ông đó, con tu đây con nguyện mau đắc thành Phật quả để con cứu vớt của quyền thất tổ, cứu vớt cha mẹ của con. Thành ra cái hạnh ngày tu cao vậy đó, mà không có người nào mà tu nổi chứ. Thành ra cái hạnh này đó là cái hạnh đầu đà, đầu là các pháp tu hết, không có pháp nào tu qua hết. Thành ra mới chịu gian nan khổ sở, kham khổ, cực khổ trăm bề, chứ không phải dễ đó. Cái hạng này là hạng buông xả hết, ai chữ cũng vui. À, ai sớm lợi cho đồ thì cũng bình thường đó, sống để cái tâm bình thường, vắng lặng bình thường. Ai chửi thì cũng vui, ai đánh thì cũng chịu, mà cũng vui vẻ chứ không có để tâm buồn phiền, mà còn chúc cho ta mạnh giỏi đó, cho ta hạnh phúc đó. Rồi là đi tới đâu mà gặp cái khổ nạn gì thì cũng phải vượt qua, không gian nào, không nản chí, không sợ lòng. Nghĩa là ngài hiến cái pháp thân này cho Phật pháp rồi, cho đạo pháp rồi, ngài không nghĩ gì, không sợ chết, không sợ đau mà không sợ chết. Ngài thường nói mà, tôi đi hoài chừng nào hỏi ngài chứ, ngài vô Việt Nam không, nó đi rồi hỏi ngài đi tới bao giờ, nó đi chừng nào bỏ sát thân thôi, chừng nào tôi bỏ bà con kiếm mớ củi thu siêu cho tôi được rồi đó. Là cái hạnh này phải buông xả hết cái tính sát thân mình cũng không còn giữ nữa, là kể như hiến cái thân này cho Phật pháp đó. Là cái tu này gian nan khổ sở, mà ông Minh Tuệ này tu được như vậy đó, ông biết bao nhiêu người đi theo ông không, mà đi theo thời gian cũng thôi, đi theo thời gian thì cũng trở về. Bị gì ông nhờ con cái á, bằng đêm ông á, nếu bữa nào quẩn á, ngủ sớm á, nghỉ sớm á, thì ông thiền định 15 tiếng tới sáng mới nghỉ. Còn khi nào mà ngủ trễ thì nghỉ trễ á, thì ông thiền định 10 tiếng. Trong này ông chỉ ngủ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, còn nhiêu thiền định không. Ông thấy nhờ cái sức thiền định như vậy đó, người ta mới có được sự kiên định, mới có được cái năng lượng của ông trên ban cho người ta, ta mới có đầy đủ sức khỏe, sức lực mà ta đi như vậy. Chứ người bình thường mình đi đâu được vậy đâu. Người bình thường ăn ngày bữa cơm Rồi mà đi như vậy á, làm sao ai chịu cái đói nổi. Rồi làm sao mà có sức đâu mà chịu với cái cảnh gió mái như vậy nè, đổ mồ hôi ra nộp nộp. Rồi mà ổng nhiều khi có cái YouTube lại quay ổng 3 giờ khuya luôn, ổng không ngủ nghe luôn. Có YouTube có lúc quay ổng tới sáng luôn. Nhưng mà theo như mình á, mình thức tới sáng vậy rồi bữa sau làm sao mình nổi tới ngày nổi. Nhưng mà ngày lỗ cũng nổi. Đó là nhờ cái sức của ngài ngồi thiền định, nó được kiên định rồi, có cái năng lượng của ông trên ban rồi, thành ra ngài mới được đi là có cái sức khỏe đầy đủ mà đi được vậy mới nổi đó. Vậy nói vậy nhiêu đây chút thôi. Còn bây giờ xe xuyên qua cái vụ á,
là có cái sư bên Tàu đó. Nhà sư này á, cái tướng hình mập mập nha, lớn con đen nha, có bộ râu. Nhưng mà ngài nói đó, ngài nói đó, ngài dòm á là người nào thì mới biết cái kiếp người đó tu thành hay không, ngài biết hết. Rồi ngài dòm qua cái tướng của Thích Minh Tệ á, ngài mới nói là Thích Minh Tệ á, có lúc bị sét đánh đó, thì cái hồn rời ra rồi. Thì lúc đó có cái điển, có cái Đức Phật Thích Ca, ngài mới nhập vô, mượn cái xác ổng mà để xuống khai mở, chỉnh, chấn chỉnh cái đạo của ngài. Bị gì á, cái đạo của ngài bị lu mờ quá rồi, bị thế gian này làm sai cái lợi cái chánh pháp của ngài. Cho nên Phật Thích Ca mới mượn cái xác ông Thích Minh Tệ mà vô để mà chấn chỉnh cái đạo của ngài. Đó là sư đó nói như vậy. Ông là Phật Thích Ca đó. Còn nãy thì cái ông mà khoa học Việt Nam mình đó, ông cho rằng ông Thích Minh Tệ là người đắc đạo tại thế rồi. Thành ra những cái chuyện của ông làm là khoa học không chứng minh được. Nhiều cái câu mà dân chúng lại hỏi là ông không trả giải thích được. Thành ra cái người này là xuất phàm, không còn phàm, không phải phàm. Bởi vậy cái chuyện ông làm là cái người phàm làm không có được, là không có nổi. Đó, trên siêu phàm rồi là trên người phàm, siêu là trên, trên người phàm. Nhập thánh tức là người ta mới thành thánh. Nói thánh chứ người ta từ từ bậc thánh hiện sách lên, lên Phật chứ không phải là thánh mà thành thánh. Đó, siêu phàm nhập thánh là cái người đó là siêu sức cái thế gian này. Cái chuyện người ta làm là người thế gian làm sao không có nổi. Đó. Mà ông nói chuyện bình thường thôi mà câu nói của ông đầy đầy ý nghĩa. Thấy không? Mà đầy cái sự là không ai bắt bẻ ông được hết. Ông ở nhà đi tu, ông ở đâu trong chùa. Mà bây giờ bên Phật giáo cũng đông nóng lắm không được. Phải ông trong chùa đó, thì ông làm gây cái ông cho chùa đó khổ trong chùa. Còn bây giờ ông về nhà, ông trong chùa ông tu một thời gian rồi, ông về nhà tu 6 tháng mà ông bước ra ông đi luôn. Tức là người ta ở trong nhà đi ra tu chứ không phải trong chùa. Người ta không có giấy bằng giấy là nhà sư hay là hoặc tu sĩ gì hết. Rồi bên Phật giáo cũng không nắm ông được nữa, không nói gì ông được. Thành ra ông đi ông có suy nghĩ trước hết trơn rồi, mình đi mình tu mình đừng có làm vướng bận gì cho ai, đừng làm khổ sở cho ai, đừng làm cho ai dính mắc cái gì hết. Thành ra mới tính vậy ông đi. Thành ra bây giờ mấy ông Phật giáo Việt Nam thống nhất đâu có nói gì ông được. Ông đâu phải trong tăng đoàn của Phật giáo. Thành ra cái chuyện làm này cũng có trước. Ông này là thánh nhân chứ không phải là thường. Rồi nãy đó, cái bà thơ nãy đó là cho ông là Bồ Tát đó. Đó, đó. Thành ra ngài tu á, cái hạnh á, ngài á là sống ở dưới đời là không giận, không hờn, không quán trách, vẫn mỉm cười với sự thách trong gai. Sống phải vươn lên theo kiếp sống ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Đó, ông tu cái hạnh đó đó. Tuy đời động nhưng lòng bất động. Đời động là chửi mắng ông lung tung, nhưng mà lòng ông không động. Ông không động, ông không có buồn phiền ai hết đó. Tức là ông không có động. Thành ra học cái tánh vậy đó. Mà đây là cái lời là cái mấy câu kệ này là cũng cũng kệ của Đức Phật Thích Ca nè. Mà ông học theo đây nè, ông tu nè. Đức Phật để lại 8 câu nhịn rất hay đó. Nhịn đời cực khổ tấm thân yên. Ở, nhịn đời chứ quên. Nhịn đời cực khổ tấm thân yên, nhịn sự muốn ham khỏi lụy phiền. Nhịn kẻ hung hăng lòng đổ lượng, nhịn cha nhịn mẹ người con hiếu. Nhịn anh nhịn chị em hòa, nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn sớm nhịn riêng nghĩa thâm giao. Chẳng những nhịn thôi mà nhịn cái nói, nhịn cái ăn, nhịn cái cười, nhịn cái ham muốn, không để cho mình lòng mình phóng túng, ham gì cũng phải chịu theo cái nấy. Nhịn nhịn vậy, nhịn đời khổ cực, nhịn tấm thân yên, nhịn sự muốn ham khỏi lụy phiền, nhịn cái lòng muốn ham nữa, nhịn cái sự yêu thích nữa, đủ thứ nhịn hết trơn. Thành ra ngài lại cái bài kệ này kệ của Phật Thích Ca ngày trước đó, thì đọc lên ngài cũng tu theo cái nhẫn nhục vậy này để đưa là chúng sanh đi theo đó, để mà được là
là trọn vẹn với cái sự tu của Phật. Thôi giờ đó là qua chia sẻ với giáo lý Đức Thầy một câu đi, một khúc đi. À, Đức Thầy cũng khuyên đó, bây giờ thấy người ta vậy đó thì có nhiều người thức tỉnh lắm rồi. Cũng như qua hổm á, cũng có lên mạng cái ông đó đó, ổng là dân làm ruộng, nhưng mà bữa đó gặp ông đó trên mạng hỏi ổng gì chứ ông thích Minh Tệ, thì ông sao cộng đồng mạng lên ưa thích là theo ủng hộ ông quá vậy, rồi ông thấy sao? Ông nói thì bây giờ ông không nào không ăn tiền không bạc không lạm dụng tiền bạc của ai là mấy ông đó tránh cái gì đó. Mới hỏi ổng, ổng mới trả lời qua ông kia cũng khen ông hay, nhưng mà mới hỏi ổng vậy chứ ông thấy chưa, ông thương chim thể ông đi cũng làm vậy đó. Rồi theo ông thấy cái sự nhận xét của ông thấy rồi cái bản thân như thế nào? Thì tôi nói bây giờ ông chú ông Xích Minh Tệ thì ông nhỏ hơn tôi bây giờ tôi sống gần đời người rồi, như vậy người ta nhỏ mà người ta còn biết giác ngộ tu hành, bây giờ tôi cũng thấy ông vậy tôi cũng về à tôi ăn chay, chứ hồi nào giờ tôi chưa biết ăn chay mà tôi chưa biết cúng lại nữa, mà tôi chưa biết tu niệm Phật nữa, nhưng bây giờ thấy vậy đó, hôm nay tôi cũng ăn chay tới 14 lần tôi cũng ăn chay, 90 cũng ăn chay, rồi tôi cũng cúng lại hàng ngày hai thợ tôi cũng niệm Phật. Mình không làm nhiều thì cũng làm ít, từ từ làm ít lên. Chứ bây giờ người ta đã nhỏ mình mà ta biết làm vậy, người ta để cảnh tỉnh cho thế gian, mà mình lớn hơn ta mình không thức tỉnh chút nào, mình quá dở. Nó ổng nói trên mạng, ý là ổng nói là bây giờ ổng cũng hồi nào giờ không biết ăn chay, không biết cúng lại, bây giờ ổng tập ăn chay và ổng tập cúng lại hai thợ luôn. Đó là ông đó là đạo hòa hảo đó, nhưng mà dùng hòa hảo mình đó mà không có tu, là chỉ lo bằng ăn ngay thẳng thôi. Thành ra ông Thích Minh Tệ ông đi vậy đó là ngụm ý là ông đi lên, ông không nói gì hết á, nhưng mà cái người trí người ta biết rồi, ông lên là ông vừa tu vừa thức đỉnh cho thế gian, và ông chỉnh đốn cho những ai làm sai làm tật, biết cải hối ăn năn làm đúng lại. Chứ xưa những bậc thánh hiền thở trước tu cũng trật ngã liên miên, nhưng mà trật ngã rồi đứng lại gì liền, nhờ như thế mới sao đắc đạo. Nó thì bây giờ là mình làm sai làm trật thì mình cải hối ăn năn tu lợi, tu con đường đúng đắn chân thật lại thì nó được, chứ có gì đâu. Bà con đừng sợ, đừng có mà sai rồi cứ việc cái mà đường sai đi hoài á thì không được. Còn sai rồi biết đứng dậy liền, nhờ như thế mới trở lên đắc đạo. Đó. Thành ra và Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng nói nè, đó cũng nói nè, đó. Bây giờ á ở trên đời không có ai mà hoàn toàn bằng đúng hết, ai cũng có chuyện làm đúng làm sai, nhưng mà biết sai á, liền sửa mới là thật tu. Biết làm những gì sai rồi, biết sai liền sửa mới thiện thật tu, như thế mới thật công phu đó. Chứ lao sao hình thức là tu bề ngoài đó. Như bây giờ á, hồi trước là mình nè tâm thê chém mướn nè đá gà nè, nó là làm những cái chuyện là hung dữ mà không có làm chuyện lành. Hôm nay thấy nghĩa là thời kỳ cùng cuối Phật là ra đời, có cái sư Minh Tệ ra đời để cảnh tỉnh cho chúng sanh đó. Ngài vừa tu tập và ngài vừa làm cho cái gương chúng sanh theo đó mà tu. Nếu ai biết vậy á mà tu theo á thì sau này mới khỏi, mới được dự hội Long Hoa, mới được sống qua đời xuân quân đến đức đó. Còn người nào á tu mà làm sai trật mà biết sửa, mà hãy nghe lời, đừng có sợ, đừng có sợ. Tôi làm mười mấy hai chục năm, hai chục năm bốn chục năm tôi làm hung dữ rồi, bây giờ tôi có mười mấy hai chục năm nữa, không biết chừng nào tôi chết, mà năm ba năm nữa tôi chết rồi làm sao mà gỡ cái tàu được. Quý vị yên trí đi, nếu mà quý vị giác ngộ là chỉ hoài đầu lợi là tu hành, thì tu hành thời gian là cái tội của mình đã được tội tiêu phước hưởng trường tồn đó. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói nè, ngài mới nói nếu người làm sai trật quay trở lại đi mà ăn năn cả hỏi làm lành đi thì tới chừng cái lâm nguy ngài cứu cho. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói nè, hiếm chi kẻ vô nghi lạc đạo, chỉ một lòng làm bảo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp dùm đó. Thấy không đó, bây giờ biết mình làm chuyện không đúng đắn hay thẳng chân thật, làm chuyện tạo lỗi, mà bây giờ thấy Phật pháp nhiệm màu, tin tưởng Phật rồi lo tu đi, tin tưởng thầy lo tu đi,
đó, thì hoài đầu hướng thiện đi, làm thiện trở lại đừng làm ác nữa, thì tới lâm cảnh khổ thì có Phật, có thần cứu, có đức thầy cứu, không sao. Của ông Thích Minh Tuệ này sao ông Trinh đạo không, hay là ông tương lai ông ra sao? Thì cái chuyện đó là ông là như vậy là ông là vượt phàm rồi, ông là vượt phàm rồi, có đâu còn nữa. Thì ông là tương lai ông là sẽ đắc đạo, nhưng mà đạo thánh là Phật gì đó mình không biết, cái đó là do bài trên ta định với mình đâu có biết được đó. Ông làm những cái chuyện nào là trên phàm không, người phàm là không có được không à, là siêu phàm nhập thánh chứ có gì. Siêu phàm là trên người phàm, ông làm với người phàm mình làm không được. Cũng như mà cái đèn băng xăm mình đây nè, cái đèn mình đèn ống khói mình để đây, ông đem cái đèn băng xăm lại đèn ống khói mình có thấy sáng không? Thì cái chuyện, những cái chuyện gì ông làm là người thế gian này không có làm được, ít ra làm được, phải không? Thì như vậy là bất xuất thánh rồi. Vậy là nói có hạnh này ông làm gì không ai độ được ai chứ, là chỉ độ mình ông, không ai độ được ai chứ. Sao ông độ? Ông đi vậy ông thấy, ông cũng làm hồi đó làm nhờ cái chuyện hung dữ rồi thì thấy ông làm đó. Người ta nhỏ tuổi mà người ta còn là làm vậy, ta giác ngộ tu vậy, tu cái hạnh khó khăn, còn mình bây giờ tu dễ ợt. Bốn ngày trai chúng lại hai thời, tín đồ Phật giáo hảo tu vậy dễ ợt mà ông làm không được nữa thôi. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành chớ lợi, như vậy nhớ lợi đừng sai. Còn ta không có theo người ta, theo người ta là hành không nổi đâu, theo Minh Tệ là không nổi đâu. Mình Phật giáo hảo, mình tu theo Phật giáo hảo, tu theo thầy dạy, sẵn có giảng kinh thầy tổ chỉ đường nè, cứ đó làm theo là trúng, thấy không? Mình ăn chay 4 ngày nè, giữ 8 điều răn cấm nè, là mà giữ là 4 điều ân nè, hiếu thảo cha mẹ nè, chung đất nước nè, vợ chồng chung thủy nè, bạn bè cũng thì là hết lòng giúp đỡ lẫn nhau nè, ăn ở hòa nhã mọi người rồi, nó như vậy thôi. Nó tu nó dễ ở chứ niệm Phật, nó thường xuyên niệm Phật, chỉ có ăn chay niệm Phật, tu hành làm việc lành việc thiện thôi. Còn ông Thích Minh Hệ mình thành nó mình đi không nổi đâu, đừng có hành ra ông. Sư Thích Minh Tại là ông tu pháp viện chứ? Pháp thiền mà 13 hạnh đồ đà. Thấy ông cũng chấp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ừ, thì ông cũng niệm Phật vậy. Ông có niệm Phật vậy, cái pháp môn niệm Phật là cũng Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình đó, nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình đó, cái pháp môn niệm Phật này mình mới biết đó. Rồi sau Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng giới thiệu cho mình đó, mình mới biết đó, chứ không có Đức Phật Thích Ca mình cũng không biết pháp môn niệm Phật này nữa, cũng không biết Đức Phật Di Đà ở bên cảnh giới mười phương nữa đó. Thành ra bây giờ đó, bởi vì tại sao mà ông Thích, thôi giờ nói sẵn Thích Tệ, nói Thích Tệ luôn khúc nữa đi, ông Thích Minh Tệ này làm sao mà ông tu mà tại sao nhiều người phóng bắt quá vậy? Tại vì cái không có trúng cái đường lối tu của các vị ở đây hiện tại cái đời này, thành ra cái đời này người ta mới phản bác ông, thấy không? Chứ ông tu hiệp theo với các vị là cái đời này đi thì cũng phe với ta, ta đâu có phản bác. Thành ra ông tu nó khác phe hơn cái phe đời này, thành ra người ta phản bác ông. Khác, ông Chính nói rõ luôn coi. Khác hả? Thôi giờ khác nói ra khác luôn đi. Đó, nhớ lời Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, là Đức Thích Ca từ xưa đã nói, người đời nay tu ngược đời xưa, người từ nay tu ngược đời xưa. Người đời xưa là người ta bỏ cái ác ta làm thiện, còn người đời nay tu là lấy cái ác mà cái thiện không làm, chỉ làm ác không mà không làm thiện, thành ra mới tu ngược đời xưa đó. Người đời xưa nhiều cái ác biết chừa, cái việc ác người ta biết chừa, người ta không làm, người ta làm việc thiện. Còn người đời nay nhiều cái ác, nhiều việc ác xúm đuôi nhau làm đó. Ông thấy không, nhiều cái ác xúm đuôi làm. Ông này là có làm 10 tỷ, ông đằng kia cũng làm cho 20 tỷ đằng hơn này, ông đằng kia làm 30-40 tỷ đằng cho hơn này, cứ tranh đua nhau vậy hoài cả thế giới này, bởi vì dân chúng mới khổ. Thành ra đó, ông mới nói người đời nay tu ngược đời xưa, người đời xưa nhiều cái ác bất chừa, người đời nay nhiều cái ác xúm đuôi nhau làm. Mà bây giờ nè, ông Thích Minh Tệ tu ngược lại đời nay đó, cái chỗ này mà chú giữ dặn đó, chứ không phải tu thuận theo đời nay thì ai đâu chấm bác ông, ai đâu mà ghét ông. Mà ông thấy
cái đạo của Phật Thích Ca bị dân cái người thế gian làm quen ố hết, sai chánh pháp. Mà bởi Đức Quỳnh với chủ mới đem chánh pháp xuống dạy, ngài mới nói đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không bằng ước, chữ bồ đề như cõi bá lòng là vô vi sao? Vô là không, vi là làm. Cái chuyện gì mình làm kể như không làm. Thí dụ mình cầm đồng tiền cho ai, chủng chín gạo cho ai, cho rồi thôi cắt ngang bỏ, từ đó tới sau không nhớ, không nghĩ đến mình cho người ta, mà cũng không nhớ mình cho người ta. Cứ mình cho người ta mình cứ nhắc, thì cái nhắc đó là mất phước rồi, thấy không? Thành ra nếu mình cho người ta mình không nghĩ, tức là mình hưởng cái pháp vô lậu. Còn mình cho người ta mình nhắc, tức là mình hưởng cái pháp hữu lậu. Hữu lậu sao? Hữu là có, lậu là lọt. Nó có phước nhưng mà lọt rồi, lọt lời mình nhắc, lời mình kể đó, thấy không? Nó bớt phước. Còn người ta cho rồi cái là cắt ngay đó, ta không còn nhớ cho ông đó nữa. Mà không cần ông, không có nghĩ ông đó mang ơn mình. Đó, vậy đó là vô vi đó. Đó. Rồi ông cho người ta rồi ông kể, thì cái kể của ông mỗi lần kể ông mất phước, mỗi lần ông kể cho thằng đó cái mất phước. Đó, thì còn người ta không kể hết trơn á, thì cái phước ta còn nguyên à. Thành ra vô vi vậy á. Đó, vô vi đó. Là tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, đó vô vi đó. Thấy chưa? Vô vi là không hình tướng, không màu sắc. À, đến chùa cúng là chỉ có thành tâm cúng thôi. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào có dụng hương đăng trà quả. Thấy không? Đó là lời Đức Quỳnh Giáo Chủ chỉ dạy, đó là vô vi đó. Làm vô vi chánh đạo mới mậu đó. Chứ không phải mà đi tới chùa phải đem cúng dường, đem phải cúng bông hoa. Ừ, cúng đèn lẻ là không chịu nữa, mà ít phước. Thành ra đi, thành ra ông Thích Minh Tệ làm ngược lại đời nay. Dạ, ngược lại mấy ông sư khác không? Ừ, thành ra mới bị cái ngược với người ta đâu có chịu, ta phản đối. Mà ngược với người ta là trúng chánh pháp, mới động kia chứ. Mà thuận với người ta là sai chánh pháp. Thành ra, ông tu để mong giải thoát, thành ra ông mới thu trúng theo chánh pháp. Chớ ông tu mà không trúng pháp, ông đâu có tu chi. Mà tu mà không để muốn ông muốn cho giải thoát thì đừng tu. Cũng như ông ba ông nói nè, bây giờ kinh Phật á, xin chia sẻ với kinh Phật một khúc quý vị á. Ông Thánh ông nói á, ông Thánh ông nói còn sao? Rồi bây giờ giáo hội người ta không công nhận gì ông tu thành không? Cái chuyện đó là riêng ông, bên giáo hội đâu phải là Phật mà chứng cho ông mà ban cho ông được. Giáo hội là cũng người phàm thôi, phải không? Cái tu là tu sửa bản tâm mình nè, cho nó ngay thẳng, chân thật, đúng đắn, giữ cái tâm thanh, vắn lặng, thanh tịnh là kiến tánh hình Phật. Còn mấy ông đó cũng phàm như mình, mấy ông đó làm gì ban cho mình được, ban cho Minh Tệ được có chút gì đâu mà. Đó, bây giờ đó, nghĩa là ngài Thích Minh Tệ đó, tu ngược theo đời nay, bị người nay, đời nay á, bị đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai nhụng chữ nhân chữ nghĩa. Đó, thành ra ông tu ngược đời nay là ông không có xài tiền, không có xin tiền ai hết, thành ra mới ngược bây giờ, thành ra người ta mới phản bác. Còn cộng đồng mạng thì thấy ông này tu quá chân chánh rồi. Ha? Ăn chỉ một ngày một bữa cơm, không có màn cao lương mới vậy ha. Đó là một cái chân chánh. Điểm thứ hai là không xài tiền, không lấy tiền của ai hết. Đó là cộng đồng mạng ta mới phục nhiêu. Ba nữa là không ép sát mình, không có để cho cái xác mình sung sướng, ngủ không ngủ là niệm ấm chân im, mà ngủ nhà quan nghĩa địa, ngủ hang, ngủ gốc cây, sung sướng quá không có hành đạo được. Ngủ đi niệm ấm chăn êm quá, nằm xuống ngủ cái là khỏe quá, ấm quá là ngủ tới sáng luôn. Đâu có thức dậy hành đạo. Còn ổng ngủ á, cái giới lực của ổng á, Phật cho là ngồi hay nằm cũng được. Nhưng mà ổng không nằm. Tại sao?
ông nói ông chia sẻ, ông nói, chính ông nói nha, ông nói với người ta mình nghe là nếu ngồi cũng được vậy, nằm cũng được vậy, mà nằm xuống tới mình không mê, nằm xuống là ngủ ngủ luôn, ngủ mê lắm. Còn ngồi vậy á, tuy là một đêm vậy á, mình ngồi vậy chứ ít khi ngủ, khi ngủ mình có mê man mỏi mệt mê man gì quá tiếng nửa tiếng hồ hay tiếng rưỡi ngồi thì mình cũng đi rồi. Mà còn ngồi thiền định á, chừng nào mê man quá thì ngủ là ngủ, nhưng mà ngủ tiếng nửa tiếng hay tiếng à, hay hoặc tiếng rưỡi là cao à, ta thức dậy rồi. Còn nằm xuống ngủ là mê lắm, ngủ tới sáng luôn. Thành vì chỗ đó mà ổng khắc cái bản thân ổng ngồi, chứ không phải lực của Phật vậy. Lực của Phật là cho ngồi nằm gì cũng được. Hôm nay giải trình là công trong kinh Phật nó vậy đó, tôi cũng chia sẻ chú cho mình hiểu. Còn tại vì ổng muốn ngồi, chứ cái lực của Phật thì ngồi nằm gì cũng được. Rồi người ta chửi ổng là thằng ba trợn vậy, cái ông chửi đó kỳ không, thấy kỳ không? Thì ông chửi thì bởi vì ai gieo quả ngọt thì hưởng ngọt, quả đắng hưởng đắng, chứ ông không quan tâm, ai chửi ông không giận thôi. Còn ông kia hưởng cái gì thì do nơi trời định, thôi lực nhân quả định, ông không có nghĩ đến cái đó. Ông nghĩ là cái, ông định cái tâm lại, ông kiên định cái tâm mà ông lại ông đi, đừng có cho rối loạn cái tâm ông thôi. Còn cái chuyện ai chửi cũng được, không buồn không giận. Ông chỉ kiềm cái tâm, ông kiên định cái tâm ông để mà cho nó thanh tịnh thôi. Rồi bây giờ đông người quá, ổng còn tu nữa được không? Được chứ. Nhiều người theo bà con theo đông quá, ổng còn tu ngày. Đông thì đông nhưng mà tu còn sao, đi sao, ổng đi trước. Nhưng mà cũng phải có cái sự lo lắng của ổng nữa chứ, ổng cũng còn để tâm nữa chứ, cũng phải động tâm ổng chút chứ làm gì khởi động. Nhưng mà điều động tâm ổng biết kiềm chế, cũng biết khắc phục. Đó. Còn ngày xưa nè, như các vị thánh nói nè, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ba thiết. Y trong kinh mà nói ra đó, diễn nghĩa ra đó là du quan ba đời cho Phật. Còn ly kinh nhất tự tức đồng ba thiết, tức là nói kinh mà lìa một chữ là ma nói chứ không phải Phật nói. Chặt một chữ thôi là ma nói chứ không phải Phật nói. Ngày xưa là kinh của Phật. Bởi vậy nói chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ mà không nghĩa như câm khác nào, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thành ra cái kinh sách của Phật phải cái người biết nho, thông thạo nho giải nó mới đúng, nó mới đúng nhiều. Còn không biết nho là giải nó cũng đúng vậy, mà cũng có phần sơ sát trong nữa chứ không phải mà hoàn toàn đúng. Còn ta biết thâm nho rồi, người ta giải là nó đúng nhiều, mà nó chặt ít một hai chỗ nào chặt thôi. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, y trong kinh mà nói ra đó là du quan ba đời cho Phật. Tại sao y trong kinh nói ra mà du quan cho Phật? Bị gì nói ra nhưng mà mình định cái nghĩa là nghĩa sai. Còn lìa một chữ á, ly kinh nhất tự tức là ma thuyết, ly tức là lìa, nhất tự tức là một chữ, là ma nói chứ không phải Phật nói. Là có nghĩa là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang là y kinh nói ra là du quan ba đời cho Phật. Là cũng như ông nói nè, như ba ông nói nè, tu đừng có rủ, rủ thì đừng có tu. Ông Minh Thân nói vậy đó. Rồi bây giờ cái chữ tu đừng có rủ, chữ rủ này chú theo chú biết cái nghĩa coi sao? Chưa hiểu. Tu đừng có rủ, cũng như tôi đi chùa nè, tôi rủ chú Hai ơi đi bữa nay tôi đi chùa nè, sẵn đây chú đi với tôi, mà coi chú đi không? Cái rủ đó mà phải cái nghĩa vậy không? Tu đừng có rủ, sao mà Đức Thầy thì nói rủ nhau niệm Phật liên đài ắt nên, mà sao ông ba nói tu đừng có rủ, rủ đừng tu, hai chỗ này cũng khó. Thật ra mình không biết sao nè, sao thầy khuyên mình rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên, còn ông ba ông nói tu đừng có rủ, thấy không? Thành ra bây giờ thì chú hiểu chú nghĩa cái này coi sao. Vậy ông Minh Tài ông có ta đi theo ổng làm đông gì ơi, ông có rủ không? Ông đâu rủ ai? Tự người ta đi tới rồi tự người ta về, ông nói mà. Ông đâu rủ ai? Tự về thì ổng mà ảnh hành theo cái pháp tự nhiên. Ai Minh Tài hả? Theo pháp tự nhiên là tùy duyên đó. Ai chửi cũng được, mà ai mừng ai mà ai chửi cũng được, không buồn. Mà ai là thương, ai chúc tụng cũng không vui.
mặt mày là cũng bình thường vui vẻ, nhưng mà ở trong á thì cũng vậy à, chứ không có khởi tâm mừng, chữ cũng không vui, chữ cũng không buồn, mà ai tặng cũng không vui. Có cái nghĩa này nè, ông Bao nói á, tu đừng có rủ, rủ đừng có tu, có nghĩa là tu đừng có để cho chết rủ đó, thấy không? Hiểu đúng cái nghĩa này mới là đúng cái nghĩa của trong kinh. Còn hiểu là tu đừng có rủ, rủ ren đó, rủ đi tu đó, thì cái nghĩa là sai. Mà nếu cái kinh mà diễn cái nghĩa ra sai vậy đó, là du quan ba đời cho Phật đó. Đó. Thành ra mình mới nghĩ cái nghĩa là tu, mà ông Ba ông nói tu đừng có rủ, tức là đừng có để cho cú rủ, chết rủ không thành gì hết á. Còn nếu chết rủ vậy đừng có tu. Đó, rồi mình không biết mình nói là tu đừng có rủ ren không à, thành ra sai cái ý của trong kinh Phật nói, thành ra du quan ba đời cho Phật là du vậy đó. Rồi người ta tôn ông Minh Tuệ làm Phật sống vậy, cái lý này đúng không ông Chính? Thì tôn thì cũng đúng thôi, chứ có gì người ta tôn mà. Thì ổng làm được việc là người ta tôn ổng vậy vậy, thì người ta xưng cho ổng, chúc cho ổng vậy thôi, chứ không phải ta chê ổng mới tội à. Còn cái này ổng thí dụ ổng tu là cái dạng này dạng xuất phàm nhập thánh rồi, mà là người ta chê, người ta cũng có người nói ổng Bồ Tát đó, cũng được thôi. Bây mình khen người ta chê, mình hoan hỷ vui vẻ, mình chúc cho người ta mà. Thì cái này cũng không có tội gì đâu. Còn cái ông phỉ báng, ông chê người ta mới có tội, thấy không? Thành ra bây giờ ông Minh Tệ tu ngược ở đời nay mà ông tu ngược rồi, tu ngược ở đời nay mới trúng với đời xưa, thấy không? À, như vậy ông mới là người chân tu. Còn cái đời nay là gì? Dụng tiền nè, lấy của thế. Bởi đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa, thành ra tu theo đời nay là ngược với đời xưa rồi. Bây giờ ông Thích Minh Tệ tu đảo trở lại là tu ngược đời nay. Tu ngược đời nay mới đúng với Phật dạy ngày xưa, hiểu không? Đúng với Phật là dạy ngày xưa. Mà ông trúng theo cái phe phái với ngày nay, trúng theo ngày nay thì mấy ông này đâu có ghét. Mà trúng theo đời nay thì thôi ông ở nhà đi tu chi, thấy không? Thành ra ông phải tu ngược lại đời nay mới đúng với kinh của Phật. Đó. Chứ Phật không có nói là tu là ngược nước đúng không? Thì tu là đi ngược cái thế gian. Đó. Mà hôm nay mấy ông này tu xui thế gian, bây giờ ông phải tu ngược trở lại thế gian lại. Chứ là cho mấy ông kia biết, cho những người sai chặt, cái những người mê tín, những người mà làm không đúng, thôi quay trở lại đi. Mình đã gặp con thiền Bát Nhã rồi, có ích gì có... Mình đã gặp con thiền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Rồi người ta tôn ổng là Bồ Tát, vì ổng làm cái gì mà người ta tôn ổng là Bồ Tát? Ổng có làm cái hạnh gì không? Thì cái hạnh của ổng đó, những cái hạnh tu của ổng mình có làm được không? Đó, mình không làm nổi thì những cái hạnh của ổng là siêu phàm. Siêu phàm tức là sức trên người phàm rồi. Trên người phàm tức là thánh. Đó. Mà bây giờ ông coi nè, coi so qua giảng kinh Đức Thầy nói rồi, ông coi, ông có mê gì không, ông có nhiễm gì không? Cư trần bất nhiễm là người thánh. Ở trần mà không nhiễm cái gì đó là thánh rồi. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền rồi. Đó, y như theo Thầy nói đó, là ông là thánh hiền chứ đó. Tuy bây giờ ông đương tu, nhưng mà sau này ta tu, là ông này tu nữa là thành Phật quả cho, từ cái dạng mà kêu bằng cái gì mà không giải thoát đó. Chứ cái hạnh này là tu thành Phật không đó. Hai vị ông Ma Ha Diếp rồi với là ông Cao Tăng Minh Tào là hai ông đó tu thành Phật không đó. Thì ổng tu hành chinh trắng tới, tinh trắng tới hoài thì là ổng cũng thành Phật luôn à. Thành ra bây giờ á, ổng đi ngược với xã hội đời nay, là ổng là bị gì tu thuận đời nay là bị gì tu theo tiền bạc vật chất, mà ổng tu ngược theo đời nay là ổng không có dùng vật chất. Mà Đức Thầy nói nè, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giác. Đó thì ông tu ngược theo lời Thầy giải nè, thuận theo lời Thầy, lời Đức Thầy này về nói nè, mà ngược lại với mấy ông đó.
Thành ra mấy ông mới là phản đối, mới là gắt gao, mới là này kia lung tung đó. Rồi bây giờ trong người ta đi theo cạo đầu thì ổng trên 50 người rồi. Như vậy thì số lượng đông quá có làm mất trật tự xã hội không? Đông quá thì cũng có mất trật tự chứ không, nhưng mà bây giờ có công an nó dẹp, nó tuần tra rồi, cái lệnh ông Trọng đưa xuống thì bây giờ công an có lợi, có dẹp hết trơn á. Mà bây giờ cái lệnh hồi sáng đây nè, hôm tôi coi nè, ông Bí thư Trọng đó, ông có nói bây giờ ông Thích Minh Tệ đi tới tỉnh nào thì cơ quan chính quyền cái tỉnh đó chịu trách nhiệm dẹp đường cho, ủng hộ ổng. Mà cái chủ, cái bí thư tỉnh đó và chủ tịch tỉnh đó đi theo ổng luôn, đi theo hết trong phạm vi của mình. Thấy cái đó là mà cái lệnh đưa lâm xuống đó, bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh cũng đi theo ổng cho hết trong cái phần là địa phương của mình. Thành ra bây giờ cũng nhiều người ta ủng hộ lắm, nhưng mà chúc cầu cho ổng là ta yêu cầu cho cộng đồng mạng ai có đi theo đó thì đi theo thôi, 100 thước 200 thước đảo trở lại đi, cái người khác để người khác ta theo nữa, cứ tu đi vô dập hoài là đông không, rồi làm sao đường xá, rồi làm trở ngại cho là đường xá giao thông, rồi trở ngại cho ổng mất công, ổng bận bị ổng lo nữa. Rồi bây giờ thí dụ cái đường từ mà thí dụ mà lúc nào ông Thích Minh Tệ đi về miền Tây Nam Bộ mình, đi tới An Giang thì bà con An Giang với Châu Đốc, ông đi vô tới núi Cấm đó thì bà con An Giang Châu Đốc đừng có đi theo. Ông đi ngang qua rồi xá ông xá, hai xá vậy thì được rồi. Ha. Rồi trong sấm giảng của Đức Thầy hay là sấm chặng trình có tiên tri về ông Sư Minh Tệ, có chỗ nào tiên tri không? Không, cái này tôi chưa biết. Chưa có đọc câu nào liên quệ hệ qua đây chân á, thì mình không biết. Rồi bà con cũng có thể ta dự đoán ổng sẽ ẩn một thời gian không còn lộ diện bên ngoài nữa, có ông chính. Cái này cái chuyện chưa tới mình đâu có biết, ổng thì nói ổng đi hoài. Nhưng mà biết sau này có thời gian thay đổi gì đó, ổng đổi là sao mình không có biết. Nhưng bây giờ chia sẻ qua giảng sư một chút nè. Chứ mình nói mình tệ không, không nói quay giảng kinh của Đức Thầy hay là giảng kinh xưa. Đó, bây giờ thấy ổng vậy đó, là ổng lên đây là một là ổng là bổn phận ổng, ổng tu hành cái bản thân của ổng, hai nữa là ổng thức tỉnh cho thế gian. Thức tỉnh cho thế gian hãy gấp tu hành. Mà Đức Thầy cũng có chỉ dạy á, bây giờ á hãy tu đi, tu kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Đó, rồi Đức Thầy cũng nói, bây giờ không tu á, để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng mặc ai dèm xỉm ghét nhiều người. Thành ra cái chuyện tu hành cũng có khi là chúng cái chỗ người ta thích, chúng cái chỗ người ta không thích. Thành ra mình cũng đừng có vui buồn, để cái tâm vui buồn, mình cứ sáng suốt tu hành tới đi. Đó, gẫm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều, thương đời ta cũng đánh liều, mong người tu tính ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Nó bây giờ chia sẻ qua khúc này nữa để kết thúc này dài nữa đây. Đó, nó bây giờ ông nói cái anh tu nè, chị Án Siêu nói nè, người nào lên được cung trăng cũng không thỏa mãn bằng đời thượng quân. Tại sao lên công trăng mà không thỏa mãn mà sống đời thượng quân? Tu hành tinh tấn keo sơn, thượng quân hòa hiệp thượng quân an hòa. Châu báu ngà ngọc bạc vàng, sống lâu cho ngàn tuổi, giàu sang đời đời. Phật thương nên mới khuyên mời, chúng sanh tưởng Phật thương trời, ráng tu.
mau mau bỏ tánh mở lu, có người mở cửa sao tù không ra. Phật trời như mẹ với cha, thương con tầm kiếm tìm ra cho đời. Tam giáo hiệp hội cho đăng, thông đồng ba cõi tam hoàng sự phân. Hiền lành xã hội ban ân, không kể trời Phật sát thân đâu còn. Hiếu trung trọn đạo tôi con, được gần bệ ngọc lầu son đời đời. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người hành chánh quả. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không sai. Nay ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp có đi đường lành, tu thêm thì chắc sẽ thành, cũng như giàu có nhờ dành nhiều năm. Đời người đời quân hạ một lần giải thoát, cảnh thượng quân an lạc nhà nhà, sấm vàng điện ngọc lộ ra hào quang sáng. Hào quang Đức Phật Di Đà sáng trưng, trên nhạc trỗi chính tầng mây bạc, dưới điện đền đài các quý nga. Phật tiên thần thánh hằng hà, định phân chư quốc phục hòa. Từ đây đến chừng ấy xâm dày tôi chúa, phúc khải hoàng thầy tớ sướng ca. Nam mô hai chữ Di Đà, đâu đâu cũng niệm nhà nhà bình an. Màn bí mật non đài khi ghen, kẻ lành tâm hãy đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu gian nóc người xem mỗi mắt. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật. Cảnh bao quy ngay trên mặt đất, đâu xa xôi nhân vật chớ ngờ. Này đáng tụ sao có hướng nhờ, đáng nghe rõ lời cơ mách trước. Có trồng té có ăn được, có trồng té thì có ăn được. Làm ăn được phước chớ nghi, ráng nghe lời của Đức Từ Bi. Sẽ tội nguyện chớ nghi, đừng nghi lầm lạc. Ba già phải đáng nhớ đây, tại nhà tướng Phật nhớ thầy đừng quên. Trần ni sấm nổ gian rành, được còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu. Ráng tu thấy việc quyền sâu, tưởng bình mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng. Thẳng đường đi tới Phụng Hoàng Sang, lòng trèo hổ bái sắp hàng quay nghi. Hồng quang sơn đánh đứng đềm, hương bay ngào ngạt cổ kim chưa từng. Déo giòn trên ở nửa lần, hát ca đoàn địch chúc mừng thánh dương. Hội này thấy rõ kỳ hương, đến ngày dự hội Long Hoa. Có Phật bà Giang Thế,
cứu con lành thoát khổ, vượt yên được yên tĩnh chốn non đài, dẫu còn những cốt hài cũng hoàn nguyên thân xác. Đó, bây giờ đến đây xin chia sẻ đến đây là cũng chiều tối rồi, dứt để cái thời gian nào có rảnh rỗi thì chia sẻ thêm. Đến đây xin kết thúc lời dài đến đây. Nếu tôi hôm nay nói qua giảng kinh Phật Tổ Thầy có được công đức chi, xin hồi hướng công đức này cho của quyền thất tổ ông bà cha mẹ chung của chúng ta và tất cả chúng sanh trong có âm trong 10 cõi ngục, cũng nhờ ơn đức Phật từ bi cứu độ hết những vong linh được thoát chốn mê đồ giáng sanh về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.